Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình Cường đây các bạn ơi. Trong clip hôm nay thì mình sẽ chế cái chuồng chó sau lưng của mình các bạn. Cái chuồng này hồi trước mình nuôi chó, bây giờ mình chuyển sang mình chế, mình độ thành cái chuồng để mình nuôi chim bồ câu nhé các bạn. Thì trước khi vào clip này thì mình cũng tâm sự với các bạn một chút về cái công việc nuôi chim bồ câu của mình. Thì như kênh YouTube của mình đã đăng một cái video là mình nói là trong tháng 6 năm 2021 là mình bắt đầu mình làm chuồng chim bồ câu và đi mua giống chim bồ câu mới về nuôi, nhưng mà thật sự là nó rất là khó các bạn. Tại vì trong cái đợt đó là mình cũng đang sửa nhà, nên là cái công việc của mình nó khá là bận rộn. Với lại cái thứ hai đó là dịch bệnh nó tràn lan hết các bạn ơi. Ngay cả khu vực của mình ở thì hiện tại đang còn chỉ thị 15, và trước đó thì áp dụng chỉ thị 16 trong vòng nửa tháng, từ 24 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 nha các bạn. Thì nói chung là nó đi lại nó bị hạn chế, với lại là mình đi ra ngoài mình mua thức ăn cho chim rồi cũng không có được. Với lại là thời gian công việc mình nó cũng khá lâu bu, nên là mình lỡ hẹn với các bạn về các clip liên quan tới chim bồ câu trên kênh YouTube của mình. Thôi thì hôm nay mình sẽ bù lại cho các bạn bằng clip độ chế cái chuồng chó của mình thành cái chuồng chim bồ câu để mình nuôi. Và đi mua giống hiện tại mình vẫn chưa đi mua được, nên là mình sẽ gầy lên từ một cặp chim bồ câu duy nhất nha các bạn. Một cặp chim bồ câu duy nhất, và có một con chim trống lẻ thôi. Thì bữa sau là nó cặp này nó nở ra, nó đẻ nó nở ra, thì mình sẽ 5 tháng sau thì mình sẽ ghép với lại con trống kia, và mình sẽ quay mình gầy dựng từ cái đàn chim bồ câu của mình từ một cặp chim bồ câu nhé các bạn. Rồi ok, bây giờ mời các bạn theo dõi video của mình nha. Thì cái chuồng chó này mình làm, mình nuôi chó lúc trước nhưng mà chó nó phá quá, nó cắn gà cắn chim của mình, nên là mình đem mình không có nuôi nữa nha các bạn. Nên là bây giờ có cái chuồng bỏ không thì mình sẽ độ thành cái chuồng chim bồ câu, cũng như là các cái lồng đây mình nuôi nhưng mà nó nhỏ, mình thấy nó gò bó con chim tội nó, nên là mình không thích chim bị gò bó, mình sẽ cho nó ra cái chuồng mà nó rộng rãi hơn một xíu. Thì cái yêu cầu được đề ra ở đây đó là làm để nuôi được chim bồ câu từ 3 tới 5 cặp ha. Và làm sao mà có thể là dễ chăm sóc chim bồ câu, dễ vệ sinh chim bồ câu và dễ bắt chim bồ câu non nhé các bạn, cũng như là thuận tiện trong quá trình mình chăm sóc thì mình làm sao cho nó dễ, hoặc là chim bay ra bay vô nó dễ ha. Thì nói chung là cái đó là cái yêu cầu đề ra ban đầu. Và cái đây là cái chuồng hiện tại là nó nguyên si như thế, thì mình sẽ biến độ chế làm sao đó cho nó hợp với lại cái mấy con chim bồ câu của mình nha, nó hợp với lại bán chim để cho chim nó ở, nó thích rồi nó thoải mái rồi nó đẻ nhiều ha, đẻ nhiều từ đó nó mới lên đàn nhanh được nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành mình làm nha. Let's go.
Ok các bạn ơi, vậy là cái quá trình biến chuồng chó thành chuồng chim bồ câu năm sau của mình đã gần hoàn thiện cái phần mà cho chim nó trú ẩn nha các bạn. Thì cái đây clip đầu tiên mình chỉ làm cái phần mà cho chim nó ở nó ngủ rồi nó ăn nó uống nha các bạn. Còn những cái clip tiếp theo là mình sẽ nâng cấp dần dần, bao gồm mình sẽ ráp một ngăn vô nữa, đó là dành cho nó đẻ trứng và ấp con và chăm sóc con. Và mình ráp một ngăn nữa cho nó tắm rửa, phơi nắng, ăn cát rồi vân vân. Đó, bây giờ mình tiến hành những công đoạn còn lại để cho nó hoàn thiện cái phần chỗ ngủ năm sau cho chim bồ câu nha các bạn, từ chuồng chuồng chó. Ok nha. Nhìn anh Bi. Rồi ok các bạn ơi, vậy là mình vừa mới tạm gọi là hoàn thiện xong cái công cuộc biến đổi cái chuồng chó thành chuồng chim bồ câu nhé các bạn. Thì nói chung là nó nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà làm cũng phải mất gần một ngày nhé các bạn, từ sáng tới chiều gọi là một ngày. Thì loay hoay sửa xuyết đồ, làm cột lưới cột đồ nữa thì nó cũng khá là tốn nhiều thời gian. Đó thì bên cạnh này, bên hông này mình tận dụng mấy cây tre, mấy cây tre trong vườn mình chặt, mình nẹp tạm thôi nhé các bạn. Bởi vì mấy cây tre thì về lâu về dài nếu mà mưa nắng nó nhiều á thì nó sẽ bị mục và nó sẽ bị hư. Còn mấy cái gỗ thì nó chắc chắn hơn xíu nhưng mà nó bền nhất vẫn là dùng sắt nha các bạn. Đây gỗ mình nẹp này, còn phía bên này coi như là mình chưa có nẹp nên là vẫn còn hở hở, tại vì thời gian nó buổi chiều này nó cũng hơi muộn muộn rồi các bạn, hơi hơi tối rồi nha, giờ ở ngoài vườn muỗi rất là nhiều. Đây phía mặt tiền các bạn, đây mặt tiền nha, đấy mặt tiền của cái biệt thự chim bồ câu của mình. Còn cái này là mình làm dang dở chưa có xong, cái này mình chừa để mình làm bỏ thức ăn và thức uống cho chim bồ câu nha các bạn. Và mình bỏ vô đây đậy nắp lại khỏi gà chuột mèo đồ nó phá nha các bạn. Đó thì cái chỗ này là để cho chim bồ câu nó thò đầu ra nó ăn, nhưng mà tuy nhiên là cái khe này nó hơi rộng, mình không biết là nó có chui khỏi người nó ra đây và nó ở trong này hay không. Tuy nhiên là nếu mà sau này nó rộng quá thì mình sẽ sửa bổ sung lại, mình sẽ nẹp một cây sắt thêm một sợi kẽm ở giữa nữa nha các bạn, thì ok thôi. Nói chung là cái này cũng đơn giản, không có gì là phức tạp hết. Đó rồi bây giờ mình bắt đầu mình thả chim bồ câu vô và mình kết thúc cái video này nha các bạn. Còn phía bên trong thì mình có làm mấy cái cây để cho nó đứng nó chơi nữa các bạn. Này mấy cây nha, mấy cây đó, cây trên cây dưới nó mình để so le nhau để cho chim nó khỏi quánh nhau các bạn. Đó bây giờ mình tiến hành mình thả chim bồ câu vô nha.
Rồi, ok các bạn ơi, như vậy là mình vừa mới hoàn thiện xong cái chuồng bồ câu, từ cái chuồng chó chuyển sang chuồng bồ câu nhé các bạn. Thì nói chung là nó cũng chưa có được 100% cho lắm. Thì như mình có nói đầu video là có bao gồm nhiều công đoạn lắm, sau này mình cứ mở rộng dần 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 dần, mình sẽ nâng cấp dần 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 cho nó đầy đủ nhiều tiện nghi để cho chim bồ câu nó ở được nha các bạn. Thì sau một thời gian dài mình không có ra được video bởi vì công việc của mình nó bận rộn, với lại là dịch đồ nó bùng phát cũng rất là phức tạp, nên là mình ở nhà nên là cũng không có video cho các bạn xem được, đành thất hứa với các bạn trong khoảng thời gian mấy tháng. Thì khi các bạn xem video các bạn hết sức thông cảm cho mình nha. Và mình kết thúc cái video này tại đây, và các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube Cường Cường Bồ Câu nha các bạn, Cường BC á, chứ không phải là Cường Lại Đình, tại vì kênh Cường Lại Đình của mình là kênh tổng hợp, còn cái kênh Cường BC là cái kênh chuyên về bồ câu nhé các bạn, có nghĩa là Cường Bồ Câu nhé các bạn. Các bạn nhớ đăng ký tất cả các kênh YouTube của mình ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video này nếu các bạn thấy cái video này hay và hữu ích cho các bạn nha. Thôi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.